họ họ lại gọi về đe dọa. Gọi về đe dọa. Thế là người ta nói như nào? Họ bảo là bây giờ nếu mà họ gặp em thì họ đánh em. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè San Tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Lời đầu tiên thì cho hai anh em xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị và khán giả đang theo dõi ở trên kênh bản em. Bây giờ thì hiện tại em Quân đang cầm thêm một ít bạt với lại là thép ly và một kim nữa để một tí nữa hai anh em sẽ đi xuống và có thể là cắt bạt này ra để mà che lại cái chỗ ngủ của em Quân một chút cô bác. Như cái thước phim, như những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ và đăng tải lên thì cô bác cũng đã nhìn thấy là chỗ ngủ của em Quân khi mà thời điểm hiện tại thì vào mùa đông cô bác thì khá là lạnh. Ở chỗ này thì có vẻ khá là trơn nhỉ Quân nhỉ? Vâng. Chỗ này thì nó thuộc dạng cái đất đỏ cô bác, cho nên là mưa một chút thôi thì đường đi mọi cái rất là trơn trượt. Đây là con bò bé của nhà Quân đúng không? Vâng ạ. Nhà Quân thì hôm nọ là cũng có thêm một con bò bê con nữa cô bác này. Còn bà thì với bé Hữu là đang ở nhà. Ông ấy đi đâu rồi Quân? Ông gì đi lấy cỏ chưa về đâu ạ. Đi lấy cỏ chưa về à? À. Năm bây giờ thì phỏ. Nó mù á, nó mù á phải không? Bà thì một cái dáng người mà phải nói là trên khuôn mặt đấy cô bác hiện lên rất là nhiều những cái nếp nhăn rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào nhà và cùng em Quân để mà làm chỗ kia xong. Nào Hiếu, chào chú chưa? Chạy đi theo bà này cô bác này. Bây giờ thì phải không? À, bộ vú các phò, bộ vú ạ. Bộ vú nào ạ? Bà Hiếu thì thấy bà là đi sang kia là đòi đi theo bà cô bác. Ở nhà thì có chơi với bà là nhiều thôi. Bà đi xe con bò. Bà Hiếu thì hôm nay có vẻ khá là lì cô bác ạ. Lo, bây giờ là Hiếu, bây giờ nó. Mà dân ổ mấy tôm lo. Dân ổ mấy tôm lo, khai mạ, má đi. Mà giờ nó mới tôm ạ. Đấy, em dọn dọn qua đi. Đấy. Vâng. Dọn qua rồi thì quay lại chỗ bạt ở đây thêm một chút. Vâng. Đây là những hộp đèn năng lượng mặt trời đúng không? Vâng ạ. Tại chỗ ngủ Quân thì cô bác có thể nhìn thấy là khi mà có tia sáng vào thì hở rất là nhiều. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là cắt bạt ra để mà che đậy lại. Ôi vừa rồi thì đáng nghe lấy đinh ra thì hợp hơn nhỉ? Vâng ạ. Lấy đinh đóng ấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng mua thép ly với lại cả bạt sang. Ở đây thì khi mà cháu Lực mua đồ dùng ấy thì cháu Lực trích cái tiền quý của nhà em Quân ra là để sử dụng vào trước của bác ạ. Bạt bên này nít chủ.
Nào lấy ghế cho chú nào Hiếu, chú lấy ghế cho chú. Nào lấy ghế đây. Đấy. Ghế ngang mà nó bầu. Hiếu thì biết lấy ghế cho lịch sử mà đi học tiếng bảo mất tết đấy chứ. Đây đang thùng cá này phò này à? Đây đây là cũng là nồi thế là đun nước của bác cho bò để mà uống ấy, tại vì là khá là lạnh cho nên là mình phải làm như thế. Em bỏ hết cả cái là thôi, điện thì không bỏ ra đâu. Đấy, bây giờ lấy bạt ra để cân để cắt thôi. Đó. Rất là tươi rồi bác, phải Hiếu ấy. Nào con gấu đâu rồi Hiếu? Con gấu đâu? Con gấu hôm qua đâu? Con gấu hôm qua chú đưa cho đâu? Tao có sườn thần bát còn Hiếu. Thích chưa? Thích chưa? Này. Phải không? Sườn thần bát sườn mập này. Sườn bê tết nữa. Sườn bê đào. Đấy, kéo đi, kéo đi. Đấy, hộ anh kéo đi. Ồ đi. Sườn bê thêm. Kéo đi. Đây à, đây à, đây à. Ờ. Mở ra. Chung của bà thì hiện tại là đằng sau này cũng có cái màn để mà che rồi, cho nên là cháu Lực sẽ không có che thêm nữa các bác. Chỗ của Quân thì không có, cho nên là cháu Lực mua vào để cho em Quân trước. Nhưng tại vì là chỗ ngủ của em Quân thì khi mà mưa vào các bác, nó nước mưa nó hắt vào nhiều quá. Nào, đấy. Mưa bắt tình. Nhà Quân thì cũng một ngôi nhà mà phải nói là khá là bé đấy các bác. Theo như cháu Lực nhìn thấy là cái chiều ngang của nó cũng rơi độ tầm là 8 mét thôi. Cho nên là ở trong nhà là để một số đồ mà các bác gửi cho, với lại một số đồ vật dụng cũng như là thực phẩm của nhà Quân thì hơi chật trộn thêm một chút. À bộ nhân viên bàn bé tên này con à. Rồi, kéo kéo sang. Đấy. Rồi, kéo đi. Không thì cắt lấy một nửa trước. Đấy, cắt một nửa trước xong mà. Rồi. Cho vào đấy. Đóng cái cửa lại. Ôi váy của ai đấy, đẹp thế. Váy của ai đấy? Váy của Hiếu phải không? Đấy, phải. Phải nói là phải nhá. Đấy bây giờ thì khoanh tay chào con các bà đi. Con chào các ông các bà. Rồi. Phải được một lúc thì bé Hiếu mới nói chuyện được không bác ạ? Cứ cắt đi thằng này áo đi. Đấy đúng rồi, cắt từ đấy đi. Em cứ xem là chỗ nào, xem mà nó vừa ấy thì là mình cắt luôn. Đang đòi là mặc thêm váy mới đấy cô bác. Con dao nhỏ hơn đâu rồi? Quân. Dạ. Cái con dao nhỏ hơn thì cắt cho nó dễ dàng. Tìm xem là ở đâu. Này cắm đây mà, sẽ có cắm đây mà. Đấy, gấp vào. Đây, cầm cho. Gấp vào, đấy. Cái này, đấy. Ôm mì. Đấy rồi, từ từ đó nhá, để anh cầm đấy. Rồi, kéo đi. Cứ kéo căng xong là thẳng luôn cái dao là được rồi. Kéo đi. Đấy, kéo đi. Đấy. Càng cắt được một tí thì càng kéo đi. Rồi, từ từ. Đấy. Lại kéo đi. Kéo đi đấy, xa quá đi không với tới thì kéo đi. Rồi. Để
Thế thì vừa đòi mặc thêm một cái váy mới nữa đúng không bác? Đây thì thấy cháu được sang thì là đòi mặc thêm đấy. Giao nhá, giao cho Quân nhá. Có xinh không hả? Có thích không Hiếu? Chạy đi luôn rồi cô bác. Người bên xanh là bên đỏ ra? Chỉ lấy bên đỏ ra thôi. Bên đỏ ra à? Vâng. Này chắc là phải gấp lại thêm một lần nữa nhỉ? Đó. Chắc là phải cắt lại thêm một lần nữa. Cắt một lần nữa. Ừ. Đấy rồi. Từ nhá, từ nhá. Bên này chưa thẳng đâu. Đó. Bây giờ thì hai anh em sẽ cắt một chút thép ly ra để mà buộc vào cô bác ạ. Cắt ra nó dài dài một chút Quân ạ, khung một tí để làm có chỗ mình làm hai vòng. Thế là hôm nay là có đi đâu làm gì không Quân đấy? Là lúc đấy em cũng chỉ đi lấy cỏ thôi ạ. Đi lấy cỏ à? À. Hôm nay thì tạnh mưa hơn một chút của bác ạ, nhưng mà trong đó thì vẫn còn sương mù khá là nhiều. Cháu Lực cũng trong thời gian qua thì thấy là khi mà vào hôm nào mưa ấy thì thấy là Quân kể rằng là hát hết vào trong nhà, thì nghĩa là hôm nay là em kéo đi bên kia. Cháu Lực cũng mua một chút bạt về để mà quay lại chỗ ngủ cho em Quân đã. Dài quá rồi mà được không? Thôi cắt như thế được rồi. Thì mới được hai vòng ấy. Rồi. Đấy, bạt còn dư ra thì mình sẽ để làm việc khác. Nhưng mà dư ra thì Quân sẽ định làm gì? Em sẽ làm chỗ tắm ạ. Làm chỗ nhà tắm đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, hôm qua thì sau khi mà anh đăng cái thức phim của Quân lên ấy, thì có nhận được cuộc gọi số điện thoại nào lạ không hay là như nào? Có. Có à? Họ lại gọi về đe dọa. Gọi về đe dọa? Ừ. Thế là người ta nói như nào? Họ bảo là bây giờ nếu mà họ gặp em thì họ đánh em. Đấy à? Thế là người ta không muốn cho là ai biết à? Vâng ạ. Thế là lúc mà em về thì người ta bảo như nào? Lúc em về thì họ bên kia bảo là không cho nói cho ai. Không nói với ai á? Vâng, nếu mà nói thì họ gặp thì họ đánh em ạ. À. Ở đây thì sau khi mà cháu Lực đăng tải cái tức phim lên cô bác, chắc là cũng thí dụ như mấy anh kia là đang theo dõi cái tức phim của cháu Lực cô bác. Còn là nếu mà các anh có thể là bây giờ các anh đang theo dõi, nếu mà các anh không có dừng lại cái việc này và gửi lại cái số tiền công mà cho Quân ấy, thì chắc chắn là cháu Đức sẽ không có để yên cái chuyện này để mà cho các anh càng ngày càng làm tới. Đấy, nếu mà không có cháu Đức lên chia sẻ cuộc sống của Quân ấy, thì còn phải nói là có rất là nhiều điều xảy ra đối với em Quân nhé. Người ta thấy là gia đình có hoàn cảnh như vậy và thấy em Quân hiền là bắt nạt nữa. Đây, bây giờ em buộc hết đi, buộc hết chỗ này đã, xong lại cắt tiếp. Đó, buộc hết chỗ này đã, cắt tiếp. Rồi. Đấy, buộc cho nó chắc đã, xong rồi lại cắt tiếp. Vâng. Đấy, buộc nó lên. Rồi đấy, buộc ra khỏi bên dưới đấy, xong rồi tí mình vặn xuống để buộc. Vâng. Tại vì thép đi dài đúng không? Vâng. Có được hai vòng không?
Có. Được 2 vòng đúng không? Đúng. Xong rồi bây giờ cầm cái kim đi xuống dưới để mà xoáy cho nó chặt lại. Không để buộc cả bên này đã, quân này, buộc cả bên này đã, xong rồi đi xuống cái xoáy. À đây. Được chưa? Đợi em đây anh. Thì nó lại tuột vào trong rồi. À. Cầm cái kim chưa? Em chưa. Chưa à? À. Sao không cầm cái kim để theo luôn? Đấy, ở đây đi, ở đây kéo luôn đi. Đấy, cầm cái kim cho. À. Kim là để đâu ấy? Em để đây. Đấy. Để vào trong túi áo luôn. À. Hay như ngôi nhà quần thì cái cột này còn như chắc chắn một chút cô bác ạ, cột đấy. Đấy, được chưa? Đấy, buộc tạm á. Nào buộc phần trên hết đấy quân ạ. Buộc phần trên hết ạ. Đấy. Em cứ buộc ở phần trên hết đã. Kéo hẳn cái cột đã, kéo vào cái cột đã. Đấy, buộc cái cột trước. Đấy, cho nó đủ chạm xuống dưới đất nhá. Không một tí là nó không bằng phẳng. Anh không, em đẩy bên này, em ra bên ngoài kéo. Được, đây, đi đây. Đấy, một tí nữa thì mình bây giờ mình buộc cố định đã, xong một tí nữa thì mình sẽ buộc nó chặt lại. À. À, Quân này, từ em buộc bên này đã, bên này đã, buộc bên này đã, không tí bên này rơi ấy. Buộc ở bên này đã. Đấy, tìm một cái dây thép nhỏ ra đây buộc ở bên này đã. Đấy. Cái này thì chỉ cần xoáy ở đây là được rồi đúng không? À. Đấy. Kéo ra được không? Có. Ôi, anh ấy nó tìm mèo nữa. Buộc nó lại. Đấy, bây giờ thì mình cố định ở góc bên trên hết rồi, mình chỉ cần buộc nó thôi là được rồi. Đấy, Quân thì khi mà nhận được những quần áo của các bác gửi cho, thành ra là cho Lực mua áo cho, mua móc cho cô bác, thì em ấy cũng treo lên rất là gọn gàng. Còn cái áo này thì áo cháu Lực dành tặng cho em Quân cô bác. Áo này thì mang thương hiệu, là mang kênh tên là Bản Em cô bác ạ. Cho em Sử một cái, cho Quân một cái, em Hải. Em Hải thì nhỏ quá không có vừa cô bác ạ. Cái chỗ này thì đi cũng phải là rất là cẩn thận đấy, chứ không là bị rơi xuống dưới đấy. Đấy, bên kia thì còn có một dây nữa kìa. Đấy, buộc luôn dây bên kia. Này thì cũng bị lỏng lẻo hết rồi nhờ. Đấy, cái tấm ván này thì cũng bị lỏng lẻo hết rồi cô bác này. Đấy, khi mà dùng thì nó đã bị gọi như sắp rụng, nếu mà trên kia này không có đinh là rụng luôn rồi. Bây giờ thì đang cho bà dọn thêm một chút ở phần phía
đằng sau chỗ ngủ của bà để mà làm luôn cho bà với lại bé Hiếu của bác để che luôn một chút. Ở những cái tấm kia thì cũng che bằng vải cho nên là có thể là thổi được gió lọt vào trong, cho nên là cháu Đức sẽ quyết định là làm thêm bên kia nữa. Còn là phần cửa này thì sẽ không có làm được nữa cô bác ạ. Hãy buộc ở bên này thêm một dây nữa là được rồi Quân ạ. Vâng. Bây giờ thì anh ở bên trên anh lấy dây thép vào nhá. Vâng ạ. Đây nhá, ở đây thêm một cái nữa nhá. Đấy, Quân thì đang ở phía bên ngoài, cho Đức thì đang ở phía bên trong nhà, cho nên là hai anh em sẽ một người là ở bên trong, một người ở bên ngoài để mà buộc được những thanh sắt, dây thắt ly này, được chưa? Vừa anh ơi. Từ từ. Từ nhá. Ơi, đẩy xuống dưới anh ơi. Vừa. Vâng, lấy cái tay anh nhấc lên rồi. Được okay. Chưa? Đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Rồi, buộc. Đây anh ơi. Buộc là một vòng thôi, một vòng cũng được thôi. Vâng. Một vòng nữa cũng được. Khuôn phải hai vòng đâu. Đấy, buộc đi. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực phải dừng ghi hình lại một chút của bác để hai anh em làm thì nó mới được nhanh hơn. Đấy, bây giờ thì dùng toàn là những cái dây thép ly để mà buộc thôi cô bác. Tại vì dù nếu mà dùng đinh đóng cái bạt này thì nó không có được chắc chắn cho lắm mấy. Bây giờ thì trước mắt thì cứ thời điểm hiện tại vào mùa đông thì cứ giúp cho em Quân với lại bà làm như thế đó. Rồi thì qua đến mùa đông này thì lúc đấy thì cháu được mấy tính tiếp cô bác. Hiện tại thì phần kinh phí làm nhà của Quân ấy cô bác thì cũng được là chị lúc nào mà tiến hành vào làm nhà thì chị Trần Đỗ Giáng My có gửi thêm là 20 triệu nữa thì cũng gần được lên là 80 triệu rồi. Đấy. Đấy, bao giờ mà cháu Đức cũng rất là mong trong khoảng thời gian tới thì sẽ được phần trợ duyên của quý ông bà cô chú anh chị gửi tới cho em Quân để làm sao mà giúp cho em Quân được xây sửa lại một cái ngôi nhà cho ấm cúng hơn một chút cô bác. Đấy, bây giờ thì trên đôi vai của Quân thì cũng đã bỏ đi cái phần khoản tiền ngân hàng mà được người bố của em Quân đã ra đi mãi mãi vay. Ở đây thì bố của Quân thì cũng vay gọi là để mà phát triển cái kinh tế trong gia đình thôi. Đấy, nhưng mà do là bố Quân mắc phải căn bệnh mà hiểm nghèo ấy, ung thư của bác, thành ra là không có thể mà có để mà chạy chứa được rồi. Đấy, khi mà cháu Lực chia sẻ hoàn cảnh của Quân lên thì cháu Lực cũng rất là vui mừng và rất là may mắn khi mà Quân có duyên với tất cả các bác mạnh thường quân giúp đỡ cho Quân rất là nhiều. Bây giờ buộc còn 2 giây nữa rồi nhỉ? Vâng. Hiện tại vào phần bên chỗ ngủ của Quân đúng không bác? Thì cũng đã gọi là dùng cái bạt để mà che vào hết rồi. Đấy, bây giờ thì ngủ thế không còn sợ mà gió hay là mưa nó hất vào trong nhà nữa. Tại vì chỗ ngủ Quân đó, Quân thì ngủ vào góc này. Đấy, còn chỗ của ông với bé Hiếu, chỗ của bà với lại bé Hiếu ngủ của bác này cũng không có gọi là đỡ hơn bao nhiêu cả. Ở đây thì còn là những cái tấm mà bằng che bằng nứa này để mà chẻ ra xong là bỏ vào thôi. Có những chỗ thì hở rất là nhiều rồi cô bác. Đấy, ở đây thì một tí nữa sẽ dùng một tấm bạt để mà quay từ bên kia sang bên này nữa. Ở bên kia thì sương mù lại về rất là dày đặc của bác này. Đó. Ở đây thì hiện tại là cháu Lực đang dùng cái máy quay để mà quay, thành ra là nó phá sương mù một chút thôi, chứ không là còn nhìn thấy sương mù mà dày đặc hơn khá là nhiều. Xong chưa? Được. Rồi.
Thì bây giờ mình đi căng cái chỗ cho bà đó. Đấy, bây giờ nhìn thích cân hạt chưa? Dạ. Đấy, bây giờ ra làm chỗ cho bà trước đã, rồi thì một tí nữa mình sẽ sau. Đấy, lấy cả cái cuộn thép pi sang đi. Đấy, em cầm sang bên kia. Kéo sang hết về đây đi, kéo sang hết về đây đi. Đấy. Đây là con chắc con chỉ buộc lên đây không? Đấy, đến một nửa thôi cô bác ạ. Đấy, kéo sang bên kia một chút đi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ phải là cùng Quân để mà hoàn thiện thêm nữa. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình sau cô bác nhé. Buộc được chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Đấy, ở phần phía bên ngoài của bác này, nhìn vào trong chỗ ngủ của ông với bà thì phải nói là ở đây là mưa là cũng hắt vào khá là nhiều. Thành ra là vừa rồi cháu Lực nghe bà kể thì cháu Lực sẽ lấy một tấm bạt để mà quay ở lại đây luôn. Còn là cái chỗ phần bếp bên kia thì sẽ không có quay nữa, tại vì sợ rằng là nó sẽ cháy bếp củi của bác. Tại ở đây thì trước là không may là chỗ này là bà làm cháy hay là như nào? Trước là bà làm cháy ạ. Thế nhưng mà tại sao lại cháy được thế này ấy? Gió thổi ạ. Gió thổi à? Dạ. Thế là lúc đấy là bà không ở nhà hay là đi đâu? Bà không ở nhà đâu ạ. Ở chỗ này thì cũng sạt lửa xuống khá là nguy hiểm đấy, chỗ này ấy. Đấy, càng ngày càng sạt thêm một chút nữa cô bác. Tại vì cái đất này nó là thuộc dạng cái đất đỏ, thành ra là nó sạt nó rất là nhanh. Một hết chưa? Ở bên kia có thêm một dây nữa nhá. Vâng. Thế như cái này là cái để mà mình làm ruộng hả Quân? Vâng, lấy bừa. Lấy bừa à? Vâng. Cái này thì ai làm? Ông ạ. Cái này là ông làm à? Vâng. Làm được bao nhiêu năm rồi em biết không? Cũng lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Chỗ đấy không cần cắt đâu mà, chỗ đấy mình không cầm đến thì không cần cắt đâu. Đó. Chỗ nào mà mình cầm đến ấy, thì sợ nó cọc trò vào tay thì nha là mình mới cắt. Ôi, chỗ đây thì cẩn thận nha, chỗ chân đang dấm ấy. Vâng. Chỗ đây thì bị mục hết rồi đấy. Vâng ạ. Ôi, cẩn thận nha. Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ là xong đấy nhỉ. Vâng. Gà này là gà của nhà em à? Vâng. À, thế cứ là ông bà ở nhà cũng nuôi mấy con gà đấy nhỉ. Vâng. Gà này có đem đi bán không hay là mình chỉ nuôi để đấy thôi? Có, đây là đem nuôi đem đi bán ạ. Nuôi là đem đi bán thôi à? Vâng. Đấy, bây giờ thì chỗ của
Bà thì cũng xong rồi. Đây Quân thì bây giờ dọn dẹp lại nhà cửa một chút đi. Vâng. Đây quần áo chăn màn thì gấp vào. Vâng. Nào Hiếu, dọn quần áo đi, dọn dọn quần áo đi. Nước này là đun để làm gì? Để pha mì tôm ạ. Pha mì tôm à? Vâng. À thế là chuẩn bị mì tôm à? Vâng. À. Đây, cẩn thận dao ấy nhá. Vâng. Dao này rất là sắc đấy. Đấy, thưa các bác, bây giờ thì cho Lực với lại em Quân thì cũng đã quay chỗ bạt ngủ cho em Quân với lại bà rồi. Đấy, bà thì bây giờ cho Lực chỉ mua bạt là quay để như thế thôi. Đấy, trước mắt là hiện tại là cứ như thế. Tại vì là mùa đông thì khá là lạnh. Thành ra là ngôi nhà của Quân thì cũng hở hang rất là nhiều. Như cô bác có thể nhìn thấy ở phần phía bên này. Nó hở ra gọi là tầm độ như kiểu là không phải là những tấm ván để mà che gió. Ta là sẽ nói cái nào. Này. Chỗ này thì để đâu? Để gấp à? Để trên này. Để trên này à? À. À. Còn bạt mà còn dư này cô bác này thì cháu được xé tận dụng lại để làm cái khác cô bác nhé. Đây bây giờ thì quay hết cả ngôi nhà thì sẽ không có quay được thêm nữa cô bác. Thế thì cháu quay tạm thời là như thế thôi. Đi Quân. Nấm hương. Nấm hương à? Vâng. Thế là để ăn với mì tôm à? Vâng. Thế là đây là hôm nọ là em đi lấy củi lấy được về đúng không? Vâng. Thế là phơi khô là như thành thành ra như này à? Vâng. À. Đây lấy dao. Thế là lấy về là vẫn phải cắt bỏ thêm một chút nào? Vâng. Ở đây thì cắt bỏ phần nào? Mới góc nó thôi ạ. Mới góc thôi à? Vâng. Ôi cẩn thận tay nhá. Có kéo, nếu mà có kéo cắt thì hợp không? Em lấy cái tấm bìa kìa, tấm bìa kìa ra giải kìa. Được. Bé Hiếu thì có vẻ là khá là vui của bác này. Mặc trên mình cái váy mà rất là sặc sụa. Rất là màu sắc luôn. Ồ, lá này to phết nhờ. Đấy, cho anh xem nào. Ở đây là nấm hương của Quân là đi vào trong rừng là em mới tự đi kiếm được về cô bác. À, đây là lúc mà em lấy về là xiên như này à? Vâng ạ. Đây là có phải là hôm nọ mình xiên đấy đúng không? Vâng ạ. Cái này để ăn với tôm à? Vâng ạ. Nấm hương này để ăn với tôm thì cũng khá là hợp lý của bác, để mà xào ấy, để mà xào với thịt bò với thịt lợn nữa. Khi mà các bác mua về các bác có thể thả vào nồi lẩu thì cũng rất là hợp. Rửa xong sạch sẽ thả vào nồi lẩu để ăn nó rất là thơm. Đấy, hiện tại Quân đang ngâm qua nước nóng thôi, cho được đang ngửi thấy cái mùi thơm của nấm hương rồi đấy. Thế bây giờ là mình phải lấy đun con nước sôi à? Đó. Có phải đảo với mớ gì không? Đây không cần đâu. Không cần nó luôn à? À. Hiếu có ăn mì tôm không? Hả? Hát lắm ạ. Hiếu. Ăn mì tôm không? Có mà. Có ạ. À. Có à? Ôi nở nhiều đấy nhở. Vâng. Vừa nãy thì cháu được nhìn thấy là có một ít thôi cô bác. Bây giờ ngâm với lại nước nóng một chút thì nở khá là nhiều, nở ra khá là to luôn. Nếu mà mua dê thì Quân có thích mua dê không?
Bây giờ em chỉ thích mua một con lợn thôi. Mua một con lợn á? Đó. Thế còn dê thì chăn không được à? Mùa này là không chăn được đâu. Mùa này là vẫn chưa mọc cỏ nhiều thì chỉ nuôi được mỗi con bò thôi. À, thế thì đợi bây giờ mà hết hết cái mùa này rồi thì mua mua dê nhá. Đó, lúc nào có cỏ rồi mua mới nuôi được ạ. Rồi. Ở đây thì hôm nọ là anh cũng có bảo với em ấy là nhận được khoản của bác Thảo Đố ấy. À. Ở đây thì bác Thảo Đố cũng có gọi điện cho anh và anh cũng có nói với bác Thảo Đố hết rồi. Và cũng như là em vừa bảo đấy, mùa này thì cũng có cỏ ấy, Vâng. thành ra là nó rất là khó nuôi. Bây giờ thì đang có thêm một con bò nữa, thành ra là bò bê của bác, thành ra là phải chăm lý, chăm rất là kỹ. Mùa này thì nó lạnh. Xong. Vâng, thì hứa. Mở hết Chị có ẩn ý nào đúng không? bó. Cái gì đấy từ nhà. Này. Mày thì Quân là nấu Mắc mì chi à? tôm với lại nấm hương rồi cô bác. Mắc chi Đây. nữ? Còn gì nữa Nấm chưa nữa hương thì rất là thơm. Yêu quá. Vâng. Mình Gì? ăn bắt anh. Được rồi, ăn đi. Chín mà. Đấy, anh thì mới ăn xong xong mới xuống rồi. Có một bạch xem này. Đấy. Đây thì có những lần thì cháu Lực đi xuống thì ăn cơm ở nhà các em, còn những lần thì cháu Lực xuống thì cháu Lực đã ăn cơm từ nhà xuống rồi. Ở đây là như Quân là ăn 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 buổi chiều đúng không? Vâng. Có cả ba nó yếu mình còn phải cắm. Không hiểu. Tôi có đang sống đâu Nấm hương của Quân đúng không? Còn làm Cô, đây hai rồi chị nhé cô. Đây, mì đấy. tôm mà còn nấm hương thì ăn vào thì rất là ngon đấy nhỉ. Ở hồi nãy thế đó. Đấy. Con mời của ông bà của chú anh chị cùng con ăn mì tôm mà. Rồi nào bé Hiếu. Hiếu. Hát đây. Con Con mời các mời. ông bà Con mời con bà. ăn mì tôm. Ăn mì tôm. Rồi, ăn đi. À, rất là ngoan của bác ạ. Đấy, đỡ không đói đấy. Ở đây thì Quân ăn mì tôm thì đều là cho nấm hương vào mỗi lần đấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà được nhiều thì sẽ đem đi bán luôn chứ. Vâng. Hôm nọ là chưa đủ 1 cân à? Chưa ạ. Vậy hôm nay thì cháu Lực cũng đã quần là em cùng em Quân là sửa lại cái gì cho cả bà nữa, cả em Quân nữa. Quân thì ở phần ngủ ở phần phía bên này cô bác. Bây giờ thì sẽ không có sợ là bị lạnh hay là mưa nó hát nào nữa. Lạnh thì chắc chắn là vẫn là lạnh cô bác, nhưng mà đỡ phần nào thì hay phần đó thôi. Trước mắt thì cứ làm như thế đó, cháu Lực cũng đã nói khá là nhiều lần rồi cô bác. Còn là cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác. Có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã xem hết video và đồng được hành cùng cháu Lực từ lúc mà cháu Lực vừa mới lập kênh đến thời điểm hiện tại. Và đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng đã giúp được là em Cương với lại bà này, thêm em Sử nữa, em Quân thì cũng đã giả được gần khoản ngân hàng, và tiền quý thì cũng có còn khá là nhiều, và còn là 2 ông cháu nữa, và còn là thêm những hoàn cảnh khác cháu Lực đang đi chia sẻ với cô bác. Có những hoàn cảnh thì không thể giúp đỡ được làm nhà hay là sửa nhà, nhưng mà cũng giúp đỡ được những hoàn cảnh đấy về phần thức ăn cũng như là thực phẩm ăn uống cô bác. Hay còn là như cháu Lực đi chia sẻ hoàn cảnh thì những hoàn cảnh nào mà thực tế hay là đúng với câu mà gắn kết yêu thương với cô bác thì cháu Lực sẽ ghi hình lại, còn những hoàn cảnh nào mà khá giả hay là như nào rồi cháu Lực sẽ không có ghi hình cô bác, tại vì là những cái thước phim cháu Lực chia sẻ lên thì hoàn toàn nó là câu chuyện thật và sự thật ở trên vùng cao đang xảy ra. Thế còn là thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây cho cô bác, và xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã đồng hành cùng bạn em. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi nào bây Chào. giờ bé Hữu chào các ông bà đi. Ôi, ôi, từ, 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 từ 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 để ăn Chừng hết nào đã. lắm. Quên Được. tan hết đi. Từ từ để ăn hết đã. Rồi Ăn ấy, con Khoanh chào tay. tạm biệt Con chào tạm biệt quý ông bà. Rồi bye bye. Rồi, ăn mì tôm tiếp.
chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.